Rồi, xin chào mọi người đến với Khang Kia nè, kính hiển vi điện tử.com.vn. Trên tay mình đây là kính hiển vi Huỳnh Quang của Aeromat các bạn. Đó, sản phẩm rất là lớn, nổi bật, sử dụng trong ngành khoa học ha. Rồi, mình sẽ khi các bạn mua một cái dòng OX này, nó sẽ bao gồm hai cái thùng đóng gói như thế này. Rồi, mình sẽ khui thùng cho các bạn xem ha. Sản phẩm của Aeromat được nhập khẩu bởi Khang Kia các bạn. Đó, Aeromat có rất nhiều sản phẩm đấy ha. Năm 2024 là Khang Kia là đại diện của Aeromat các bạn. Việt Nam phân phối các cái dòng kính từ cơ bản đến phản pha hoặc là soi ngược là rất là đa dạng ha, đa dạng các loại kính. Rồi, và đây là kính hiển vi soi ngược hình quang các bạn, OLB 0453 BLBHF của Aeromat, một cái sản phẩm rất là lớn các bạn, rất là lớn và rất là hiện đại ha. Đó, đây, như đây mình thấy là cái bao gồm kính chính này, đóng gói trong như một cái box như thế này, cái hộp mình đã khui ra ha. Đó. Thì đây chúng ta thấy là cái size body của cái version này. Đó. Ở đây họ có ký tên hoặc là mô tả hướng dẫn sử dụng cho chúng ta cái dòng mà Asian Universal ha. Đó. Rất là đẹp như vậy. Đây, đây là toàn bộ thân kính. Rồi, và cái bộ nguồn hình quang thì họ sẽ đưa chúng ta trong cái bộ kit như thế này các bạn. Đây. Mình sẽ nói dần dần ha, tí mình sẽ lắp lên cho các bạn xem về cái OX2453 BLBHF của Aeromat Hà Lan các bạn, hình quang soi và nghiên cứu cũng như là cái quả nhuộm. Rồi, đây là một cái cổ nối. Một cái xi-mao này chúng ta sẽ kết nối với camera để view lên màn hình các bạn. OX9810 đó. 1/2 in camera 1.0x ha, rất là tốt của Aeromat chính hãng ở đây để kết nối với dòng camera. Rồi. Đây là một cái OX2453 BLBHF. Một cái phay các bạn, một cái phay là một cái bàn xa trượt đó, bàn xa trượt ta sẽ kết nối lên đây, nó sẽ có nhiều cái dòng đĩa ha, ví dụ cái này là đĩa 96 này hoặc là các cái đĩa làm phân tích ha. Đó là cái phụ kiện, cái bàn xa trượt đây gắn bằng hai ốc này ha, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn đó, một cái bàn xa trượt họ đóng gói rất là kỹ lưỡng các bạn, rất là kỹ lưỡng ha. Một cái hộp lớn như thế này để chứa được một cái bàn xoay trượt kèm theo một cái cổ nối. Đó, Aeromat ha. Aeromat. Thành phố Khang Kiên đây các bạn. Đây, Khang Kiên Scientific Equipment. Rồi, đây là cái bộ hình quang. Bộ hình quang họ để trong một cái vali rất đẹp. Đó, rất là chắc chắn ha, để nó bảo vệ cái bộ nguồn hình quang. Đó. Đây. Đó, rất là hiện đại. Rồi, bao gồm bộ nguồn này các bạn. Nguồn điều khiển cái đèn sợi hình quang ha, sử dụng 220V, 100 đến 220V ha. Bên dưới này là các cái thông tin. Rồi, dây nguồn. Dây nguồn kết nối với kính này. Rồi, đây họ cho chúng ta một cái kính chắn cái ánh sáng hình quang ha, các cái tia UV của hình quang. Họ cho chúng ta. Đó, và đây là khối nguồn chính này, trong đây nó chứa cái đèn fluorescence trong đây ha. Đó, và chúng ta có chỉnh tâm các thứ ha, sẽ có cái tool để chúng ta chỉnh chỉnh được ha. Đó, rất là đặc biệt của ha Aeromat. Rồi, ở đây nữa, đây là hệ thống lọc các bạn, khối lọc đây. Rồi, cái vali này có chìa khóa đây ha, có hai chìa khóa để chúng ta cất cũng như là di chuyển. Trong đây sẽ có một bóng đèn sơ cua. Đó, bóng hình quang. Đó, một cái bóng, có một bóng đèn sơ cua. Các cái linh kiện này sẽ được phân phối bởi Khang Kiên luôn ha. Phân phối bởi Khang Kiên luôn. Các sản phẩm thiết bị của Aeromat các bạn, từ các cái dòng kính cơ bản đến hình quang hoặc là kính soi nổi. Đây, đây chúng ta có thể gắn các cái đĩa lọc, các cái phay. Cho nên chắc nó chỉnh như đây ha. Đó, đây là xịn. Đây là bộ kính lọc của nguồn hình quang. Vali có khóa, người ta khóa lại đi hiện trường. Rồi, kính này sẽ lắp cho bạn xem ha, nói sơ các cái chi tiết về cái kính OX2453 BL BHF các bạn. HF tức là hình quang đó. Thì cái dòng hình quang này nó cho các ứng dụng nghiên cứu như là khung nhuộm với độ đỉnh cao và công thái học cũng như là để quan sát ánh sáng truyền qua. Đó, đây, đây là khối khối kính chính ha. Yeah. Mình lấy ra.
kết nối rất là chắc các bạn. Đây, dòng kính của chúng ta bao gồm là bộ vật kính bên dưới ha, các cái phụ kiện ở đây. Mình sẽ khui lần lượt, chúng ta hình dung về cái dòng Aeromat này ha, dòng bán chạy rất trên, rất chạy trên thị trường. Trên thị trường này sẽ có Olympus, Nikon, Leica hoặc là những cái dòng phân khúc như này thì nó sẽ tương đồng với kính như là Optica các bạn. Đó. Rồi, trên đây thì sẽ bao gồm ta ba vật kính sẽ gắn rồi ha, ba vật kính đây, trong đựng trong này đã gắn sẵn cho ông ta ba vật kính. Rồi một cái tool này để chúng ta calip ha, chúng ta chỉnh tâm trong nguồn sáng. Và đây là các cái dụng cụ để chúng ta siết cái đầu quan sát hoặc là những cái vị trí mà chúng ta muốn tháo dỡ nhanh ha. Rồi hai kính lọc LBD đó, hai kính lọc ánh sáng đây đi kèm. Rồi hệ thống phay các bạn, hệ thống phay 20x 40x đó, 4x 10x ha, hệ thống phay này. Rồi hai thị kính rất là lớn ha, đó, chứa trong một cái hộp rất là dễ thương này. Hai thị kính quang trường 22 10x rất đặc biệt. Đây, cái dòng kính này rất là xịn ha, rất là xịn, thành phố 7 Khang Kiên đó. Xoay như thế này, khi ta gắn vật kính thì lưu ý không có chạm vô các cái bề mặt ha. Đó, rồi nó có lục giác đây, ta sẽ siết lục giác này cho nó đảm bảo an toàn. Rồi cái thị kính BL 10x này, quang trường 22 các bạn, rất lớn ha. Đó, thị kính của chúng ta quang trường rất là lớn. Rồi hai thị kính ta quay ở đây, rất đẹp, rất là đặc biệt quá, rất hiện đại ha. Thì sản phẩm này sẽ tiết kiệm cho chúng ta chi phí rất là nhiều so với các cái hãng khác trên thị trường. Đó, một cái bao đậy đây các bạn, một bao đậy. Rồi hệ thống phay nữa này, có rất nhiều thứ ha. Đó, và dây nguồn đây, hệ thống phay, quá trời nhiều thứ, rất nhiều phụ kiện ha. Đó, bên đây nữa, bên đây là cái bộ đế để chúng ta để các cái mẫu ha, ví dụ như để trên các cái đĩa ba chi hay gì đó bằng thủy tinh ở đây hoặc là bằng thép. Đó, có quá nhiều option đi kèm ha. Đó, rất nhiều option đi kèm. Đó, đây ta để mẫu soi lam, soi đĩa hay là soi đĩa 96. Trên đây cũng là một cái bộ đế ha. Rồi, rất nhiều thứ. Sau đây là cái phần chúng ta kết nối cũng như là phân tích sâu về cái cấu hình ha, cái cấu hình của sản phẩm này cho các bạn nghiên cứu thêm.